39. Vì để cho Đỗ Minh Trinh cho rằng Trịnh Tiêu hiện tại vẫn đang bị cách chức, tôi đề nghị vụ án này tạm thời chúng ta ở đây làm việc. Được rồi, Cục trưởng Lôi. Cục trưởng Lôi, đội trưởng Trịnh, chúng ta đã nắm giữ bằng chứng phạm tội của Đỗ Minh Trinh và Đế Anh Lâm, có thể tiến hành bắt giữ họ được chưa? Tôi cũng cảm thấy có thể ra tay, nhưng người bán C2 tới giờ chúng ta vẫn hoàn toàn không biết là ai. Cho nên là tôi hy vọng anh cho tôi thêm thời gian. Nếu như người bán bí mật này vẫn không chịu lộ diện, lúc đó chúng ta mới tiến hành bắt giữ Đới Anh Lâm và Đỗ Minh Trinh. Có thể, nhưng mà thời gian này không thể quá dài. 4 ngày được không? 4 ngày. Được, là 4 ngày. Hay làm vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, tăng thêm người, tăng cường theo dõi Đỗ Minh Trinh và Đới Anh Lâm. Mặt khác, cho máy bay không người lái giám sát đảo Lữ Môn 24/24 để đảm bảo an toàn cho Dương Tuấn Khanh. Vì nhiệm vụ này, Bạch Vĩ, tôi giao cho cậu đó. Được. Vậy còn tôi, cùng nghỉ ngơi 2 ngày trước đi, Cục trưởng Lôi. Thanh Dung không nghỉ ngơi được. Để điều tra nguồn gốc C2 thì bước đột phá đương nhiên là ở Đế Anh Lâm. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, muốn cài được nội gián ở chỗ Đế Anh Lâm là không còn kịp nữa. Cho nên, Cục trưởng Lôi, tôi cảm thấy chúng ta nên mở ra bước đột phá mới ở chỗ Đỗ Minh Trinh. Hơn nữa, người điều tra Đỗ Minh Trinh tốt nhất theo tôi chính là Trương Thanh Dung. Đội trưởng Trịnh, chú cũng biết mối quan hệ giữa con và Đỗ Minh Trinh. Vào lúc này để con đi điều tra Đỗ Minh Trinh, ít nhiều sẽ có trở ngại về mặt tâm lý. Thanh Dung, đừng quên con là cảnh sát. Chính vì chú biết rõ quan hệ giữa con và Đỗ Minh Trinh, vậy nên chú mới nhận ra con là ứng cử viên tốt nhất. Với lại chú hy vọng con sẽ được ba con trợ giúp. Cục trưởng Lôi, anh nói nhờ tôi phối hợp với các anh gửi Thanh Dung tới làm ở công ty của Đỗ Minh Trinh. Cục trưởng Lôi tới tận đây xem ra là có chuyện lớn rồi. Chuyện của Đỗ Minh Trinh là thật sao? Lão Trương, anh cũng biết tình hình Trịnh Tiêu hiện nay. Nếu nhờ nấy ra mặt thì sẽ không phù hợp. Cho nên chỉ đành nhờ anh gọi điện cho Đỗ Minh Trinh. Vậy tôi nên nói như thế nào với cô ta? Nói tôi bị bệnh nghe. Có thể. Anh Tiến Đoàn, anh lại bệnh nữa hả? Tìm em có việc gấp sao? Được, lát nữa em sẽ qua chỗ của anh. Anh đừng sốt ruột. Được. Đỗ Minh Trinh lát nữa sẽ đến đây. Cảm ơn nhiều anh Tiến Đoàn. Anh Kiên, đừng mỗi ngày đứng chờ ở đây nữa. Thanh Thanh không về được đâu. Tôi nói câu không xuôi tai cho lắm. Hiện C2 đang sản xuất với sản lượng cao như vậy, phát tài là chuyện sớm muộn thôi. Đến lúc đó phụ nữ anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lão Du à, tôi muốn chờ thêm một chút nữa. Được. Anh Tiến Đoàn, anh đỡ chút nào chưa? Đỡ hơn rồi, cũng là bệnh cũ thôi. Lần này không nặng lắm. Nếu như nghiêm trọng, anh đã tới bệnh viện rồi. Phải đó, có nói sao cũng phải coi trọng sức khỏe của mình, nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thuốc lần trước em mua cho anh uống có hiệu quả không? Thuốc của em đúng là tốt thật đó, uống hết rồi. Anh ngại không nhờ em mua thêm. Anh được khách sáo với em như vậy mà. Lần sau sẽ mua cho anh nhiều hơn một chút nữa để chịu trữ. Được rồi, được rồi. Minh Trinh à, anh gọi em đến đây thật ra là vì chúng ta đã là bạn bè nhiều năm. Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Anh Tiến Đoàn đừng nói cầu xin em. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói cho em là được rồi. Cái con bé Thanh Dung này từ chức rồi.
từ chức ca, không làm cảnh sát nữa sao? Một tháng trước con đi tham gia lớp huấn luyện khép kín ở bên ngành. Trong thời gian đó ba con lại tái phát bệnh cũ, lại còn tái phát nhiều lần. Con xin nghỉ phép về nhà chăm sóc cho ba, nhưng mà lãnh đạo nhất định không phê chuẩn. Trong lúc tức giận quá, con đã nói với họ là con không làm nữa. Vậy là con từ chức à? Sau khi về nhà con bình tĩnh lại. Cha con tuổi đã lớn rồi, sức khỏe lại không tốt, luôn cần có người bên cạnh để chăm sóc. Mấy năm nay con đã đem hết sức mình vào trong công việc, vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một đứa con. Dì ủng hộ cho con. Dì Đỗ à, con thật sự hy vọng dì có thể giúp con tìm việc làm. Được rồi, được rồi, việc này cứ giao lại cho dì đi. Con nói xem con thích làm bên nào. Con muốn tới công ty của dì làm. Tới công ty của dì làm sao? Sao con lại muốn tới công ty của dì làm vậy? Con không có kinh nghiệm đi làm ở các công ty. Nếu bây giờ con tới công ty khác làm việc, nhất định con sẽ làm ở vị trí thấp nhất. Nhưng nếu làm ở công ty của dì, chắc chắn con sẽ xuất phát ở vị trí cao hơn. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà con bé này, anh luôn nói với nó, đừng có nhìn xa quá, đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lần này thấy anh bị bệnh, nói không làm cảnh sát thì lập tức không làm. Làm vậy sao mà được? Nhưng mà anh cũng hết cách rồi. Em xem, giúp anh đi Minh Trinh, tìm cho nó một công việc gì đó cũng được. Cho nó làm trợ lý của em đi ha. Trợ lý hả? Làm vị trí này đối với Thanh Dung có phải là hơi thiệt cho nó không? Sao có thể được? Khi làm trợ lý cho chị, con sẽ được ở bên cạnh chị học tập. Có một giám đốc nổi tiếng như chị làm thầy của con, con nhất định sẽ học được thật là nhanh. Điều đó là tất nhiên rồi. Minh Trinh à, em phải giúp anh chuyện này. Em sẽ suy nghĩ tính kỹ lại chuyện này. Chuyện này còn suy nghĩ gì nữa? Như vậy đi, dì sẽ trả lời sớm cho con. Alo, Phó Bí Thư Trần, anh có thể giúp tôi điều tra người này không? Là ai? Trong đội chống ma túy, Trương Thanh Dung. Thanh của Thanh Tịnh, Dung của Dung Mạo. Giúp tôi điều tra xem sao cô ấy lại bị cách chức. Được, tôi sẽ sớm trả lời cho cô. Alo, đội trưởng Trịnh, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Đỗ Minh Trinh đã gọi cho Phó Bí Thư Trần hỏi thăm về chuyện của Trương Thanh Dung. Tôi trả lời thế nào đây? Anh chờ chút đi, tôi lập tức gửi qua cho anh. Anh dựa theo trên giấy trả lời với Đỗ Minh Trinh như vậy. Tôi đã điều tra rồi, Trương Thanh Dung quả thực đã từ chức. Nguyên nhân từ chức là gì? Một tháng trước, cô ấy tham gia khóa huấn luyện khép kín do bên công an tổ chức. Đúng lúc, ba cô ấy bị bệnh, cô ấy xin nghỉ phép để về nhà chăm sóc cho ba. Lãnh đạo không cho phép, cho nên hai bên xảy ra xung đột. Cảm ơn Phó Bí Thư Trần. Gần đây anh vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Nè, con trai của tôi sao rồi? Cậu ấy rất tốt, anh yên tâm đi. Nhưng mà... Được rồi, tạm thời vậy đi, tạm biệt. Alo, Thanh Dung hả? Là dì đây. Sáng mai con có thể tới công ty của dì làm việc được rồi. Bùi Trung. Bùi Trung, mẹ tới làm gì? Mẹ tới đón con về nhà. Mẹ hỏi thầy thuốc rồi, vì con chỉ mới hút ma túy có một lần, việc điều trị lại vô cùng thuận tiện.
Cho nên bây giờ con có thể về được rồi. Thật sao? Có phải mẹ lại muốn giấu con ở chỗ khác đúng không? Bùi Trung à, mẹ thật sự tới đi đón con về nhà. Về nhà? Mẹ không sợ con nói ra bí mật của mẹ hay sao chứ? Bùi Trung à, mẹ từng nói với con rồi, chuyện trên đảo Lữ Môn là mẹ bị ép buộc. Trên đảo Lữ Môn cũng không thể chế tạo được nhiều ma túy. Ổ sản xuất ma túy đó sẽ nhanh chóng dọn khỏi đó. Chỉ cần con có thể giữ bí mật này giúp cho mẹ, thì căn cứ cai nghiện của chúng ta có thể xây dựng đúng hạn, vận hành đúng hạn. Con cũng coi như là sự cứu rỗi với chính mẹ. Bùi Trung à, việc vận hành căn cứ cai nghiện này sẽ giao cho con phụ trách. Đây không phải là chuyện mà con vẫn muốn làm sao? Con tin tưởng mẹ được không? Nhất định con phải tin tưởng mẹ chứ. Bùi Trung, mẹ đã lừa con một lần, mẹ thật sự rất đau lòng. Mẹ còn có thể tiếp tục lừa con nữa hay sao? Được rồi, con tin mẹ thêm một lần nữa. Bùi Trung, mẹ muốn báo cho con một tin sống. Là tin gì? Dì Dương thuộc quân của con không còn nữa. Dễ chết rồi hả? Chết như thế nào? Nghe nói là bị đụng xe. Có bắt được tên tài xế không? Gây chuyện rồi bỏ trốn mà. Nhưng mà hiện giờ khắp nơi đều có camera, cho nên là mẹ tin sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ. Chỉ mong là như vậy. Nè, còn có một tin tức tốt cho con. Thanh Dung muốn tới công ty của mẹ để làm việc. Cô ấy không làm cảnh sát nữa à? Vụ án hơn 20 năm trước vẫn chưa phá được, cô ấy không điều tra nữa sao? Có lẽ Thanh Dung đã suy nghĩ kỹ lại. Có lẽ nó cảm thấy nghề cảnh sát không phù hợp. Vụ án chưa phá được cũng không thể để nó phá hủy tương lai sau này của Thanh Dung. Cô ấy muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi. Hai ngày tới con hẹn Thanh Dung đi ăn bữa cơm đi. Được, để con thử xem sao. Còn nữa, sẵn đó con cũng để ý Thanh Dung giúp mẹ. Là như vậy. Đỗ Tổng. Đỗ Tổng, con tới trình diện. Tốt. Thanh Dung. À không phải, phải gọi con là trợ lý Trương mới phải. Hoan nghênh con tới công ty làm việc. Cảm ơn Đỗ Tổng. Đúng rồi, chỗ con ngồi dì sắp xếp xong rồi, lát nữa dì dẫn con qua xem thử. Dạ được rồi. Đỗ Tổng, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm, chúng ta chụp tấm hình kỷ niệm được không? Đương nhiên là được rồi. Lần trước chúng ta chụp hình con vẫn còn rất nhỏ. Dạ phải, chúng ta cũng nên có tấm hình mới rồi. Gửi qua cho dì. Dạ, đương nhiên rồi. Nào, dì dẫn con qua xem văn phòng mới bên kia. Dạ được rồi, cảm ơn Đỗ Tổng. Đi thôi. Anh đới, ngồi xuống rồi nói. Cậu cũng đừng buồn. Cái này xem như là chút tâm ý của tôi. Anh đới, cảm ơn anh. Phải đích thân đến đây. Anh em với nhau nên làm thôi. Tôi biết Thanh Thanh mất đi đối với cậu là cú sốc rất lớn, nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng ta. Làm nghề của chúng ta, bất kỳ là vào thời điểm nào thì kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ đạo lý này mà. Yên tâm đi anh đới, cậu hiểu là tốt rồi. Có tiền rồi cái gì cũng có. Chỗ này chưa tới một tháng đã chết ba người rồi. Có phải là phong thủy ở đây có vấn đề gì không? Anh đới, anh có ý gì? Chúng ta lại chuyển đi sao? Anh đới,
Từ từ, chờ thêm một chút. Đội trưởng Trịnh, chú có để ý két sắt ở phía sau không? Trước đây khi tới văn phòng của cô ta, chú không để ý cho lắm. Nếu trong văn phòng có tài liệu gì quan trọng, rất có thể dễ bỏ vào trong két sắt này. Có thể tìm cho con thiết bị mở két sắt này không? Để chú nghĩ xem sao. Đỗ Tổng, dì ra ngoài hả? Dì đi vệ sinh một chút. Thanh Dung, anh Trung, đã lâu không gặp. Sao anh đến đây vậy? Anh nghe mẹ nói là hôm nay em tới đây để trình diện, nên tới xem như thế nào. Cảm ơn anh Trung. Gần đây anh làm gì? Anh vẫn đang làm bên dự án giúp đỡ người nghèo, nhưng mà cũng sắp kết thúc rồi. Ngày mai em có thời gian đi ăn cơm với anh không? Trò chuyện một chút. Ngày mai em cũng chưa biết có rảnh hay không. Ngày mai em sẽ gọi cho anh. Được. Vậy em nhớ gọi cho anh đó. Được. Thanh Dung, thiết bị để mở két sắt thật sự quá phức tạp. Con dùng cái này ra tìm bên ngoài. Dạ. Con phải cẩn thận đó. Không phát hiện bất kỳ tệp văn kiện nào có liên quan tới ma túy. Trong két sắt cũng không phát hiện được gì sao? Trong két sắt ngoại trừ ít đồ sứ, chỉ có thêm tiền mặt. Những đồ sứ này rất có thể là đồ cổ. Ngoại trừ những thứ này, cũng không có thứ gì đáng nghi ngờ. Trong nhà, nói không chừng ở trong nhà có đầu mối gì đó. Alo, Thanh Dung. Alo, anh Trung. Tối nay anh có rảnh không? Vậy tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Nếu không cứ tới nhà của anh đi. Nhà của anh lớn như vậy, em cũng muốn được vào tham quan một chút. Đương nhiên là được rồi. Được, được, không gặp không về. Minh Trinh. Alo, anh Tiến Đoàn. Tối nay em có rảnh không? Tới nhà của anh ăn bữa cơm. Sao tự dưng lại mời em ăn cơm vậy? Tối nay Thành Dung không phải đến nhà của em làm khách đó sao?
Em cũng nên để cho hai tụi nhỏ có không gian riêng tư chứ. Được, được, được. Vẫn là anh nghĩ chu đáo. Được. Vậy tối nay gặp. Được, tối nay gặp. Chào em, Thanh Dung. Anh Trung, sao giờ nên đã tới rồi? Giờ em có thể tăng làm chưa? Anh đưa em về nhà. Chuyện này phải hỏi Đỗ Tổng mới được. Em chờ anh một chút. Bùi Trung, Thanh Dung tăng làm giờ được không mẹ? Đương nhiên rồi. Thanh Dung, con tăng làm đi. Dạ, cảm ơn Đỗ Tổng. Nè Bùi Trung, đừng quên những gì mẹ nói với con đó. Con nhớ rồi. Mẹ có cần đi xe của con về nhà không? Không cần đâu. Tối nay mẹ có hẹn. Vậy con đi trước đây. Đi thôi. Được. Nhà của anh lớn thật đó. Quả nhiên là nhà hào môn. Em thật khâm phục dì Đỗ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức làm việc để có được thành tựu hôm nay. Trước đây mẹ cũng là thần tượng của anh. Trước đây. Bây giờ cũng là thần tượng của anh. Anh đưa em đi xem nhà được không? Được. Chúng ta lên lầu trước. Phòng này là phòng của mẹ anh. Tinh tế thật. Đây là hình lúc trẻ của dì Đỗ à? Đúng vậy. Dì đẹp quá, rất có phong cách. Phải. Đi nào, anh đưa em đi qua xem phòng đọc sách của mẹ. Được. Đây là phòng đọc sách của mẹ anh. Bình thường, nếu có những việc ở công ty vẫn chưa làm xong, mẹ con sẽ vào đây xử lý. Dì đúng là chuyên nghiệp thật đó. Đẹp trai quá. Cảm ơn. Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Dạ được, đi, đi. Thanh Dung, anh rất vui khi em có thể tới nhà của anh ăn cơm. Cảm ơn anh Trung đã chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Nhưng mà sao chỉ có nước trái cây mà không có rượu vậy? À, anh uống không giỏi lắm. Không đúng, em nhớ anh uống ít nhất cũng phải vài ly. Lúc anh và dì Đỗ về nước, chúng ta còn đi ăn chung với nhau. Em thấy anh uống rất là thoải mái mà. Thời gian trôi qua nhanh thật. Anh về nước đã được mấy tháng rồi, nên cũng có nhiều chuyện thay đổi. Em cũng tới công ty của mẹ anh làm việc. Thanh Dung, tại sao em lại bị đuổi khỏi đội chống ma túy? Lần trước lúc ăn cơm, không phải là em nói đây là công việc mẹ muốn cả đời sao? Hơn nữa em còn muốn hoàn thành sự nghiệp mà chú Trương phải bỏ dở dưới chừng mà. Em cũng nhớ là lúc đó mọi người ai cũng nói em là con gái quá coi trọng sự nghiệp làm cái gì, nên tìm việc gì dễ làm. Anh Trung à, giống như bò bít tết này thì phải đi với rượu đỏ. Nhà của anh có rượu đỏ không? Nếu có chút rượu đỏ, chúng ta có thể hưởng thụ một chút niềm vui đêm nay. Được, để anh đi lấy một chai.
Nào, Thanh Dung, chúc em ngày càng xinh đẹp. Chúc anh Trung sớm ngày thành công. Cảm ơn. Thanh Dung à, chuyện của dì Dương chắc em biết rồi chứ? Em biết. Quá bất ngờ. Chú Trịnh gần đây như thế nào rồi? Dì Dương đột ngột ra đi, chú ấy thì lại vô cớ bị cách chức. Anh nói đi. Chúng ta nên dành chút thời gian tới thăm chú ấy. Đúng rồi. Anh nhớ là trước đây dì Dương hình như từng được công ty của Đế Anh Lâm nhận vào làm việc. Cũng là do mẹ của anh giới thiệu. Đúng rồi. Sao vậy? Sau này chú Trịnh nghi ngờ Đế Anh Lâm nên kêu dì Dương xin nghỉ làm. Sau đó chú Trịnh có nhờ điều tra người này hay không? Sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện này chứ? Đâu có gì. Dì Dương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới chuyện này thôi. Là như vậy. Lúc đó chú Trịnh cũng không điều tra xem Đế Anh Lâm có phải là phạm pháp gì không. Cho nên là sau khi dì Dương từ chức thì chuyện cũng đã dừng lại ở đó. Sau này cũng không thấy kêu điều tra Đế Anh Lâm. Là vậy sao? Em ăn chút trái cây đi, rất tốt cho da. Thanh Dung, hiếm khi được ăn riêng với em. Thật sự anh rất là vui. Anh chợt nhớ tới người giả làm bạn trai của em, Dương Tuấn Khanh đó. Gần đây anh ta sao rồi? Anh ta có đội chống ma túy không? Anh ta bị điều về đồn công an rồi. Hiện giờ chắc là làm rất tốt. Anh Trung à, anh không sao chứ? Đâu có gì đâu, Thanh Dung. Anh bị làm sao vậy? Anh đi vệ sinh một chút. Anh cần giấy không? Anh bị làm sao vậy? Mới uống chút rượu mà đã ói rồi. Không sao, dạ dày của anh hơi khó chịu một chút. Cũng tại em, cứ đòi bắt anh uống rượu. Không sao, không thể trách em. Người không biết không có tội. Trong nhà có thuốc dạ dày không? Nếu không em ra ngoài mua cho anh. Không cần đâu Thanh Dung. Em ra ngoài trước đi, để anh một mình trong này lại được rồi. Vậy có việc gì gọi em đó? Được. Một lát sẽ khỏe thôi, không sao đâu.
Thanh Dung, dì Đỗ, Bùi Trung trong thư phòng à? Dạ không có. Thanh Dung, con ở trong phòng sách của dì đọc sách à? Dạ không phải, anh ấy đang dùng nhà vệ sinh ở dưới lầu. Con đang đi tìm xem có phòng vệ sinh nào khác không. Không biết đây là phòng sách của dì. Con xin lỗi, nhà vệ sinh ở lầu 2 bên kia. Dạ, con cảm ơn dì Đỗ. Đi vệ sinh mà con cầm máy tính bảng à? Vào nhà vệ sinh lướt xem một chút cũng được. Thanh niên bây giờ đúng là chỉ biết chúi đầu vào thiết bị thông minh. Mẹ, mẹ về rồi hả? Bùi Trung, sao con lại bỏ mặc Thanh Dung một mình như vậy? Con bỏ mặc hồi nào? Con chỉ là vào nhà vệ sinh một chút thôi. Thanh Dung à, anh Bùi Trung có phải là làm con chán quá không? Dạ đâu phải, con thấy rất là vui. Cảm ơn dì Đỗ, cảm ơn anh Trung. Alo, đội trưởng Trịnh, các số liệu con đã phục hồi xong rồi. Bây giờ con gửi qua liền cho chú. Con dặn ba giữ chân Đỗ Minh Trinh ở nhà của mình. Vậy là ba liền nói đủ chuyện với cô ấy. Con cảm thấy nhiệm vụ này ba thực hiện như thế nào? Ba thực hiện vô cùng tốt, cho ba 100 điểm. Văn kiện hôm qua có cái nào đáng nghi không? Văn kiện có rất nhiều, con chưa xem hết. Đỗ tổng, có mấy văn kiện cần chữ ký của gì? Được. Đây, dạ. Đỗ tổng, không có việc gì nữa, con ra ngoài trước đây. Được rồi. Bạch chỉ, có phát hiện gì không? Đều xem hết rồi, không có phát hiện gì. Còn anh, cũng như cậu, chỉ là những văn kiện thương nghiệp bình thường, không có gì đặc biệt. Đỗ tổng, dì ra ngoài à? Dì đi gặp khách hàng. Dạ.
Thanh Dung, những gì con gửi qua chú đã kiểm tra hai lần rồi, vẫn không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Sao vậy chứ? Lại uổng công rồi. Lúc con ở nhà của Đỗ Minh Trinh cũng không điều tra được chuyện gì mới à? Không thấy có vấn đề gì hết, chỉ phát hiện một chuyện hơi lạ. Chuyện gì lạ? Con muốn chút xây bùi trung để tiện điều tra, vậy nên trong lúc ăn tối con đã nói cho anh ấy uống nhiều rượu một chút. Có vấn đề gì sao? Anh ấy nói với con là dạ dày hơi khó chịu, nhưng mà con cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy. Nhưng mà chú cảm thấy chuyện này không có liên quan tới vụ án của chúng ta. Cũng phải, cục trưởng Lôi chỉ cho chúng ta có 4 ngày thôi. Ngày mai đã là ngày cuối cùng rồi. Còn có một điểm đột phá nào nữa không? Tạm thời vẫn chưa phát hiện gì. Nhưng mà có một chuyện không được bình thường, con nói thử xem. Con chỉ sợ có thể là con nghĩ nhiều thôi. Đây, dạ. Sao Dễ lại không lấy bút đó lên ký tên? Con còn nhiều lần thấy Dễ cũng không để nó vào trong hộp đựng bút, nhìn cứ như chỉ sợ người khác động vào vậy. Con cảm thấy cây bút này của dì ấy có một chút đáng ngờ. Con cảm thấy cây bút của cô ấy có chút đáng ngờ à? Phải. Cho nên là hôm nay con điều tra cây bút đó, nhưng mà không có phát hiện điều gì lạ. À đúng rồi, con còn tìm được một tờ giấy này nữa. Chữ biến mất rồi. Con xác định là tờ giấy này. Xác định. Mực nước vô hình. Đúng, mực nước vô hình. Con nhìn đi. Dì ấy dùng cái bút này để viết những chuyện cơ mật vào trong quyển sổ trên bàn. Để con tới kiểm tra. Thanh Dung à. Nè Thanh Dung, đừng có làm gì khiến Đỗ Minh Trinh nghi ngờ. Dạ, mang theo cái này. Con nhất định phải cẩn thận. Dạ, đi đi. Alo, đội trưởng Trịnh, điều tra được chưa? Điều tra được rồi, nhưng mà trong quyển sổ này là các con số. Con nghi ngờ là để dùng mật mã để ghi chép nội dung. Nếu không có quyển sổ giải mã thì những mật mã này sẽ khó mà giải ra được. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Đỗ Minh Trinh ở phòng làm việc ghi chép những tin tức này, vậy thì quyển mật mã rất có thể ở trong ngay văn phòng đó. Thanh Dung, con không cần gấp. Con cẩn thận nhớ lại một chút xíu, xem có manh mối nào khác nữa không. Đỗ Tổng, con tới trình diện. Được, Thanh Dung. À không phải, phải gọi con là trợ lý Trương mới phải. Hoan nghênh con tới công ty. Con có mấy văn kiện cần chữ ký của gì? Được. Đội trưởng Trịnh, con cảm thấy quyển mật mã của dì ấy là quyển truyện Cuốn Theo Chiều Gió. Cuốn Theo Chiều Gió à? Ngay lúc này con có thể mang quyển này đi về giải mã không? Giải mã xong phải trả lại chỗ cũ, con có làm kịp không? Vậy con phải giải mã tại chỗ rồi. Không được, lỡ bảo vệ phát hiện thì sao? Con đừng có gấp.
Để chú từ từ ngẫm lại xem, để xem còn cách nào nữa không. Tính tình của em lúc nào cũng cao ngạo như vậy, giống hệt nhân vật Scarlett trong quyển Cuốn Theo Chiều Gió mà em rất thích. Em còn nhớ chứ, anh tặng cho em bản đầu tiên đó. Các chuyện này mình vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên rồi, thật ra em cũng còn giữ một bản giống hệt như anh. Thanh Dung, quyển Cuốn Theo Chiều Gió đó có phải là đã cũ rồi không? Đúng rồi, là in năm 1988, nhà xuất bản Văn Học Nhân Dân xuất bản. Nếu là in năm 88, chú nhớ là trong nhà chú còn một bản y hệt như vậy. Vậy đi, Thanh Dung, con mau rời khỏi văn phòng của Đỗ Minh Trinh. Bây giờ chú sẽ chạy về nhà lấy quyển sách, con chờ điện thoại của chú.